nhiều bác đang phân vân nên lựa chọn đẩy liền vàng X8 Plus hay đẩy liền vàng X10. Thì hôm nay em sẽ làm một video để phân tích một cách chi tiết và cụ thể nhất về hai sản phẩm đẩy liền vang này để các bác có một cái nhìn tổng quan để lựa chọn cho gia đình nhà mình những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của tất cả các bác. Thì ở đây đều là hai mẫu sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số rất là hiện đại, rất là cho chất lượng cực kỳ là tốt của EV Pro. Chế độ bảo hành giống nhau, đều bảo hành cho tất cả các bác trong vòng 2 năm và giá tiền còn dòng đẩy liền vàng X8 Plus là 6 triệu 500 nghìn đồng Và đẩy liền vàng X10 là 7 triệu 500 nghìn đồng thì Đầu tiên với sản phẩm đẩy liền vàng X8 Plus thì Đây là một trong những phiên bản nâng cấp của phiên bản đẩy liền vàng X8 thường Về hình thức bên ngoài thì vẫn giống nhau à, Còn à, bởi vì sao? Mà nó là sản phẩm nâng cấp của đẩy liền vàng X8 thường Bởi vì nó đã được sử, sử dụng chip xử lý 64 bit cộng và những cái chế độ của nó cũng sẽ đã được nâng cấp lên một phần nào đó cho chất lượng tốt hơn Yeah, vẫn có những tính năng kết nối đầu vào như là cổng quang, bluetooth và usb, các bác có thể chỉnh trong phần input ở dưới đây. Đặc biệt hơn với dòng đẩy liền ra này thì sẽ có hai chế độ để các bác hát karaoke hay là nghe nhạc, rất là tiện lợi đúng không ạ? Khi các bác hát karaoke thì có thể chọn đây về chế độ nghe nhạc. Những phần chuyển bài, những nút chuyển bài dừng và đã được tích hợp riêng hai nút và đầu lọc usb và đường và bluetooth rất là nhanh và tiện lợi đúng không ạ? Đầu lọc usb hai à, bên được thiết kế là hai volume chính với một volume mix và một volume music master về phần echo uh, lì vật của dòng đẩy điện vang này thì uh, khi các bác sử dụng để hát karaoke thì sẽ cực kỳ là ngọt ngào và bay bổng sẽ định giọng các bác lên rất là hay đấy là về những cái phần để uh, các bác những bác nào đam mê karaoke thì sẽ quan tâm đến những cái phần này rất là nhiều và dưới đây có một công tắc để bật tắt nguồn những phần chỉnh bằng tô vít hai cạnh sẽ giống như những cái con vang cơ bình thường các là phần chỉnh echo effect có delay repeat bass trung chép về rắc cắm mic. Những phần chỉnh uh, mic tune về music control, đặc biệt trong đẩy liền vang này thì đã được tích hợp đầu giải mã và có chế độ chống chập chống cháy cực kỳ lan toàn. Rắc cắm mic đã được thiết kế cả đằng trước và đằng sau rất là tiện lợi đúng không ạ? Khi các bác sử dụng những uh, chiếc mic dây thì uh, các bác có thể cắm ở ba phần đằng trước và những cái bộ mic không dây cho gọn hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn thì uh, phần đằng sau thì cũng đã được tích hợp hai đầu cắm hai đầu rắc 6 ly để các bác có thể cắm những bộ mic không dây. Đấy là về dòng đẩy liền vang X8 lớt đây dòng đẩy liền vang này thì đang có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng và trên mỗi sản phẩm của thương hiệu pro thì đều có tem chống hàng giả của công ty, logo EVPRO, mã QR và trang web của công ty. Tiếp theo với dòng đẩy liền vang X10 thì đây là một trong những dòng đẩy thì nói là cao cấp gần như là bậc nhất vào thời điểm hiện tại bởi vì nó không chỉ đơn thuần là dòng đẩy liền vang mà nó còn đã tích hợp rất là nhiều những tính năng, rất là nhiều những chế độ rất là hiện đại nó là một trong những cái sản phẩm công nghệ số được các bác quan tâm rất là nhiều Đấy, giá của dòng đẩy liền vang x10 này thì đang là 7 triệu 500 nghìn đồng công suất cực kỳ là khủng lên đến 1.200w trên kênh và đối với dòng đẩy đèn vang này thì đã có thêm một chiếc remote một chiếc điều khiển từ xa rất là tiện lợi đúng không ạ khi các bác hát karaoke hay là nghe nhạc các bác ngại vào gần để chỉnh những cái phần cơ này thì các bác có thể ngồi từ xa và điều khiển bằng những cái uh, chiếc điều khiển từ xa này rất là tiện lợi có tăng giảm volume này chuyển bài dừng tăng giảm chép, tăng giảm bét và rất là nhiều những phần tinh chỉnh của những cái uh, chế độ của dòng đẩy liền vang này khá là tiện lợi đối với những, những bác nào mà đang khi mình đang sử dụng mà ngại tiến đến gần để uh, mình uh, chỉnh bằng cơ đấy những cái phần đấy thì uh, sẽ rất là bất tiện đúng không ạ uh, thì vẫn có những cái tính năng đầu vào như là cổng quang và bluetooth và usb đầy đủ đối với dòng đẩy liền vang này thì sẽ có rất là nhiều những chế độ đúng không ạ các bác có thể thấy là hai bên đã được tích hợp rất là nhiều nút về những phần tinh chỉnh của nó khá là nhiều những tính năng đây là dòng đẩy nền văn công nghệ số nên là nó sẽ rất là hiện đại và sẽ dễ sử dụng. Vẫn có những tính năng đầu vào như là bằng jack qua sen, Bluetooth, cổng quang. Đấy và những cái đường tín hiệu rất là nhiều đường tín hiệu, tất cả thì đều được hiển thị trên màn hình chính ở đây. Đấy về đấy là về phần kết nối. Còn là về đây là một trong những điểm mà các bác cực kỳ là chú ý, những điểm rất là ăn tiền của dòng đẩy nền vang này đối với những bác đam mê karaoke, đấy, đam mê những cái bản nhạc karaoke sau những giờ bữa tiệc hay là những cái giờ làm việc mệt mỏi đúng không ạ? Thì sẽ có năm chế độ effect đặc biệt trong đấy đến x 10 nhá, sẽ có năm chế độ định rộng cho các bác thoải mái lựa chọn và khi các bác muốn lưu những cái chế độ như thế này. Đấy các bác chỉ cần chọn đến những cái chế độ mình uh, thích và ấn phần menu, giữ phần effect thì nó sẽ tự động lưu cho các bác. Đấy là về phần chế độ. Chế độ trông hú khá là hay đúng không ạ? Đây là một trong những điểm mà được các bác quan tâm rất là nhiều. Sẽ có 6 chế độ trông hú. Đấy, 6 chế độ trông hú tất cả thì khi các bác chỉnh thì sẽ đều hiển thị trên một chiếc màn hình ở đây à, Và về phần chỉnh EQ của mic và music rất là tiện lợi đúng không ạ các bác có thể chỉnh từ giải 0 cho đến giải 6 phần chỉnh EQ của music đây là dòng đẩy liều năng công nghệ số nên là tất cả đều đã được tinh chỉnh rất là kỹ lưỡng rất là hiện đại các bác chỉ cần chỉnh theo những cái nhu cầu những cái sở thích và mình đang dùng tại gia đình rất là dễ đúng không ạ và lưu lại và các bác chỉ việc để đấy và sử dụng sau này là sau các bác chỉ việc bật lên và sử dụng thế thôi rất là tiện lợi và chế độ revert trong đẩy liền vang này thì chế độ revert của nó sẽ cực kỳ là hay nhá đây chế độ revert từ giải y đến giải dr để các bác có thể tùy chỉnh này tùy chỉnh chế độ revert và sẽ có hai phần mắc mắc volume của mic này và phần đây là mắc volume của music các bác có thể chỉnh mắc volume của nó là thường thường thì bên em sẽ để là 85 các bác có thể chỉnh dưới 70 75 hay là 90 chỉnh các bác có thể chỉnh rồi nó sẽ lưu lại cái volume của nó sẽ giữ chỉ giữ đến cái, những cái mức độ như thế sẽ không bao giờ vượt quá được cái ngưỡng 80 85 hay là 70 các bác lựa chọn tất cả đều được hiển thị trên màn hình chính đây đây là một trong những sản phẩm vừa cao cấp vừa hiện đại dễ sử dụng mà cho ra chất lượng cực kỳ là tốt đặc biệt với dòng đẩy liền vang X10 này thì đã được tích hợp đầu giải mã và cái chế độ chống chập chống cháy rất là an toàn đúng không ạ chip xử lý DSP 64 bit đây là một trong những sản phẩm đến từ thương hiệu EV Pro dưới đây vẫn là những phần chỉnh bằng tô vít hai cạnh đấy là về những tính năng của dòng đẩy liền vang X8 và lướt và dòng đẩy liền vang X10 hai sản phẩm này thì sẽ chênh nhau khoảng một triệu đồng Uh, 6 triệu 500 000 đồng đối với sản phẩm đầy điển vang X8 Plus và 7 triệu 500 000 đồng đối với sản phẩm đầy điển vang X10. Và hai phần hai uh, dòng đầy điển vang này thì em đã nói rất là kỹ những cái tính năng, những chế độ của nó. Cái công suất rất là lớn đúng không ạ? Rất là nhiều chế độ hiện đại, chế độ xử lý âm thanh hay. Hai sản phẩm đầy điển vang công nghệ số cao cấp của Airbnb pro Các bác uh, thì uh, sau video này các bác có một cái nhìn uh, tổng quan nhất về những cái tính năng hay là những cái uh, uh, phần uh, công dụng của hai dòng đẩy liền vang này thì sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn nhất về với gia đình nhà mình. Thế thì bác nào đang quan tâm đến hai mẫu sản phẩm này hay là những sản phẩm gì của FV Pro tại vàng Auto thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn và đặt hàng. Hay các bác đang có những thắc mắc gì hay là đang muốn tìm hiểu gì về những sản phẩm của hàng A Hà hay là của FV Pro thì có thể comment trực tiếp lên trong video ngày hôm nay thì em sẽ Uh, làm những cái video riêng ra, sau đây sẽ có rất là nhiều những video để uh, giới thiệu, sẽ review chi tiết từng sản phẩm để uh, các bác thể lựa chọn cho nhà mình những bộ combo hay là những sản phẩm âm thanh hay nhất và chất lượng nhất. Đấy. Vâng và xin chào toàn thể các bác.